Bây giờ mình nhìn thấy ở đây một cái cự ly gần, thêm cái két sắt nó sừng sững trước mặt, tưởng tượng nó mà rơi một cái. Thôi đây đừng có hù nữa. Em nói tưởng tượng thôi anh. Ừ. Bây giờ đội nhà mình muốn câu hỏi về chủ đề gì? Chủ đề gì cũng được anh. Gì cũng được đúng không? Về văn hóa nghệ thuật hay cái gì cho nó dễ. Văn hóa nghệ thuật đúng không? Thử coi đáp án như thế nào. Xin mời đáp án của chương trình. Việt Nam, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Singapore. Nãy nhà bên kia cũng câu về địa lý, bây giờ chắc cái câu này liên quan tới lịch sử quá. Nhớ bảo vệ cho đội trưởng của mình. Câu hỏi là: tại SEA Games 30 2019, những quốc gia nào tham dự môn bóng lưới? Bắt đầu. Quay lại. Ôi đất ơi. Bỏ tay ra nha. Bóng lưới là những cái môn gì? Bỏ lắm. Em nghĩ là Việt Nam. Nó lớn lên được. Em nghĩ là Việt Nam, Thái Lan, Singapore. Nhưng mà để mà nhất coi Singapore thì em nghĩ là cái nước đó là... Nhớ là chọn tối đa là tối thiểu là 3 vị trí đứng nha. 1, 2, 3. Việt Nam, Thái Lan. Nhưng mà đúng là đồng nhất. Đồng nhất. Việt Nam là đông nhất đi hả mọi người? Việt Nam là đông nhất. Đúng như vậy hả? Đúng như vậy. Rồi đứng Thái Lan với Singapore. Trái Nam. Một, hai, hai. Vô đây, vô đây, vô đây. Ủa sao vô đây? Sao đứng ở đây? Chúng ta đã đứng tất cả là 4 vị trí. Anh Hà, nãy nghe nói là bàn tính là đứng ở Việt Nam đông nhất mà đúng không anh? Ừ. Sao cuối cùng còn hai người vậy? Con bé kia không biết nó ngớ ngang ngớ ngẩn như thế nào, chạy như thế nào, không hiểu nữa không? Chạy không kịp. À không kịp à? Bé chân ngắn chạy không kịp. Ôi chân là dài ghê. Thế Dũng đứng ở vị trí này một mình. Sao vậy em? Sao chọn đáp án này? Singapore là một cái đất nước phát triển nên là cái môn bóng lưới thì có đội tham dự. Còn bé Campuchia, em không biết chạy vào đâu, em chạy loạn, sau đó em tạt vô đó em trú ngụ à. Em đang tính chọn Singapore mà anh kêu em qua bên kia. Trời, tuy qua thiệt ra là bé tính chạy qua bên Việt Nam đứng chung với anh Vũ Hà, nhưng mà không đủ thời gian, chân thì cũng hơi ngắn cho nên xài cái bước không có xa, cho nên là chỉ kịp tấp vô Campuchia thôi. Còn anh Vũ Hà, vì sao anh chọn đáp án là Việt Nam? Thì cái SEA Games vừa rồi là Việt Nam mình mới tham gia mà đúng không đó, cho nên là chắc chắn cái đáp án này đúng không anh? Không, anh có coi không? Trời ơi, tao nói những cái trận mà chung kết bán kết rồi xong cái gì kết là anh kết anh coi hết. Dạ. Rồi có đi bão không anh? Người vẫn còn lăn sôi sục lên. Sao vậy anh? Đi bão xong đã, anh với Đàm Vĩnh Hưng cãi lộn trận. Sao vậy? Thuê xích lô đạp. Nó đạp anh đi cả Sài Gòn xong rồi nó về nó bảo là anh không chịu đạp, và trong khi chân anh ngắn thế này là sao đạp trên xích lô. Gì đi bão mà cuối cùng tình bạn mấy chục năm xích mít đó, xích mít quá trời. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố đáp án đầu tiên ở vị trí Singapore. Bé bự nhất đội. Kết quả là chính xác. Đó là sự lựa chọn đúng. Tiếp theo, số 3 Brunei. Không có ai đứng hết cô đơn buồn. Công bố cho nó đỡ buồn nha. Kết quả Brunei là đây là đáp án đúng nha, nhưng không ai chọn. Như vậy có nghĩa là ba vị trí còn lại chỉ còn một vị trí là đúng mà thôi. Đáp án cuối cùng nó rơi vào đâu? Việt Nam, Thái Lan hay Campuchia? Nếu như rơi vào Việt Nam thì ít ra mình còn giữ được 2 triệu. Còn Campuchia cũng rất là nghi ngờ. Tiếp theo, anh sẽ công bố đáp án ở vị trí Campuchia. Bé Trúc. Kết quả là đó là đáp án sai. Thiệt là đau lòng khi chúng ta phải chia tay bé Trúc. Bé Trúc sẽ vào căn phòng trống. Như vậy là còn Việt Nam, Thái Lan chỉ còn một đáp án đúng. Rơi vào đâu? Vị trí nào đây? Bên đây bé ơi, tự ôm lấy mình đi cưng. Tất cả nhìn lên nào, nhìn lên chiếc két sắt. Chỉ vì thương quá. Ai sẽ là người ra đi, ai sẽ là người ở lại? Kết quả là rất tiếc. Như vậy là vị trí Thái Lan mới là vị trí đúng, còn vị trí Việt Nam là câu trả lời không chính xác.
Bóng lưới là bộ môn có nguồn gốc giống như bóng rổ vậy đó. Trọng tài sẽ tính cái bóng từ trên đỉnh xuống cái lưới. Và luật chơi nó khác chút xíu so với bóng rổ. Và có lẽ chúng ta nghe không có quen lắm. Nó là một cái bộ môn hoàn toàn riêng biệt. Như vậy là rất tiếc khi chúng ta đã bị mất tất cả là 3 thành viên, trong đó có cả đội trưởng của mình nữa, Mohem về vị trí. Sao Dũng ơi, bây giờ tâm trạng thế nào em? Dạ, rất là đáng tiếc. Đáng tiếc đúng không? Nhất là mình mất luôn đội trưởng. Cơ hội mình mất 10 triệu rồi em ạ. À. Ai, thôi bây giờ vậy, mời em ra đây. Cho kết nối với căn phòng độc rồi. Sao mặt xéo sắc vậy hả? Nổi điên chứ sao không nổi điên? Bóng đá thì ai mà không biết, bóng lưới. Anh Hà ơi. Gì? Thật ra bên kia nói chứ cũng đâu có dễ. Hỏi về sông Mekong, hỏi về địa lý rồi phải ai cũng rành đâu anh. Đó. Mà phải chi cái SEA Games 30 nó xa xôi gì cho cam. Nó mới diễn ra tức thì ở đây thôi mà. Tại mình không quan tâm, mình không theo dõi. Giờ đi, em thề là em coi luôn nguyên cái mùa SEA Games. Cái môn nào em muốn coi đi. Tại coi bóng đá không hà. Bóng rổ thì bóng gì có ai coi đâu. Cho nên nếu như mà em là đội trưởng, em đã xung phong em thi trước rồi anh ạ. Ý trời định mệnh. Cái gì mà mới chơi mới bước ra sân khấu có chút xíu à. Cái nhốt ở vô trong phòng nè. Nhốt ở vô trong phòng nè. Mà vấn đề là gì nè, anh có muốn lát nữa hai thành viên còn lại dụng quyền hồi sinh cho anh không? Cái gì trời ơi, bực bội lắm rồi, đang là tức lắm rồi đây nè. Tự nhiên bây giờ đi ra ngoài đó làm gì, trong khi là con cháu của tôi có hai đứa ở trong này nữa chứ không phải là ít đâu. Đội nào? Dạ đội mình hết. Trời ơi, ba đứa đội mình luôn á. Dạ. Bây giờ là bị quán tới cái mức là không nhìn ra được con cáo luôn. Làm cho đã, chơi cho đã, quay qua. Ủa hai nhỏ này đội nào? Ơi gì vậy anh ơi, không lẽ anh ơi cái két sắt nó rơi xuống trúng đầu văng cái não ra ngoài luôn rồi hả? Mất trí nhớ rồi hả anh? Bây giờ vậy nè, còn tới hai câu nữa nha, gửi lời động viên nha. Ráng chơi giỏi, nó còn cứu ngoài ra. Rồi đợi cái con giải cứu nha, ráng lên nha. Rồi mời em về về chỗ. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với câu hỏi thứ hai. Các bạn hãy nhìn lên những cái két sắt của chúng ta nha. Đẹp chớp nhá, tưng bừng náo nhiệt nha. Nhưng đã có một cái két sắt đã tắt đèn. Điều đó có nghĩa rằng là ở câu hỏi tiếp theo của chúng ta chỉ còn có 4 cái két sắt với 4 đáp án mà thôi. Trong số 4 đáp án sẽ có 2 đáp án là đúng và 2 đáp án là sai. Nếu như các bạn chọn đáp án đúng thì mỗi thành viên chúng ta sẽ có được 2 triệu đồng. Mời đồ dễ thương vào vị trí. Mình đã giữ vững được đội hình, cố gắng tiếp tục làm được cái điều đó nữa nha. Mời đáp án của chương trình. Bán bánh mì, thợ tiện, cắt tóc, thợ may. Đây là những công việc ha. Bán bánh mì, thợ tiện, cắt tóc, thợ may. Mời các em quay lại nhìn lên màn hình để xem câu hỏi. Ca sĩ Đan Trường từng trải qua các nghề nào? Bắt đầu. Oh my god. Quay lại. Cắt tóc nè. Hai đáp án đúng rồi. Cắt tóc là đúng nè. Cắt tóc. Thợ may mình là không. Thợ tiện hoặc là thợ tiện là gì mọi người? Thợ tiện là cắt gọt hẹn. Bây giờ chị sẽ đứng bánh mì giúp mày. Bây giờ mình sẽ chia ra hai cái, một cái bánh. Cái thợ tiện, cái thợ may. Bây giờ ba người vô cắt tóc trước đi. Hai bạn sẽ một bạn thợ may, một bạn thợ tiện. Nhanh lên, 10 giây cuối cùng. Cẩn thận em, cẩn thận. Các bạn chọn đáp án bán bánh mì và cắt tóc thì Yến Trang, em là chắc cũng làm việc nhiều với anh Đăng Trường, gặp gỡ cũng nhiều. Nhưng mà có bao giờ em nghe anh ấy chia sẻ về cái công việc trước khi anh ấy trở thành ca sĩ không? Dạ, em không có nghe anh Trường chia sẻ. Nhưng mà em nhớ là có một lần em đọc một cái bài báo. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà một người có một cái tố chất nghệ sĩ trong bản thân họ thì phải một cái ngành nghề khác cũng liên quan đến cái gì nó nghệ sĩ một tí xíu. Còn hai em ở vị trí bán bánh mì. Dạ. Tại sao em chọn đáp án này? Có thật mới vừa được đạo thì em nghĩ là anh Đăng Trường sẽ theo em thì anh Trường nếu bán bánh mì trước khi làm ca sĩ á. Dạ. Thì anh bán bánh mì gì, bán ở đâu em? Trước đây thì có thể là bánh mì thịt hoặc là trứng thì phổ biến nhất. Và chắc nghĩ là bán ở Việt Nam à. Bán ở Việt Nam.
Thực ra nếu như mà ở cái vị trí cắt tóc á thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh Đàm Vĩnh Hưng thì anh chia sẻ rất là nhiều lần và anh biểu diễn cái tài nghệ cắt tóc của anh rất là nhiều lần. Nhưng anh đang trường thì thật sự là những cái thông tin về cái công việc trước khi anh làm ca sĩ á nó rất là hiếm hoi, cho nên cũng khó để cho các bạn có thể nhớ ra và lựa chọn. Nhưng thôi, chúng ta đã chọn rồi thì hãy dựa vào sự may mắn của mình nha. Tôi sẽ công bố đáp án số 4 trước: thợ may. Đáp án thợ may kết quả là anh Đăng Trường chưa từng làm thợ may. Chúc mừng, không ai lựa chọn vị trí này. Ba vị trí còn lại bên nào muốn công bố trước? Bên em. Bên em đúng không? Bán bánh mì. Anh sẽ công bố để coi coi anh Đăng Trường trước đây anh có làm có công việc là bán bánh mì hay không nha. Số 1 kết quả là đó là vị trí chính xác. Anh Đăng Trường đã từng làm công việc này. Như vậy là còn lại cắt tóc với thợ tiện. Đương nhiên sẽ có một vị trí đúng và một vị trí sai. Vị trí đúng nó sẽ rơi vào đâu? Cắt tóc hay thợ tiện? Bây giờ em lại suy nghĩ lại rồi. Em nghĩ sao Trang? Hình như là em nhớ lộn rồi. Đúng là anh Đăng Trường vẫn không là cắt tóc. Còn anh Đăng Trường hình như là... Bây giờ em không biết nữa anh Đăng. Không sao chị, bây giờ ông lẽ lấy điện thoại ra gọi liền cho anh Đăng Trường. Anh Trường ơi, trước khi làm ca sĩ làm nghề gì? Em mới nói chuyện với quản lý của anh Đăng Trường ngày hôm qua mà em quên hỏi mất tiêu. Trời đất ơi. Đáp án thợ tiện và cắt tóc. Anh sẽ công bố hai đáp án cùng một lúc nha. Kết quả là tiếc quá, như vậy là đây là đáp án sai. Cả ba thành viên của đội dễ thương đã bị chiếc két sắt đè bẹp. Mời em về vị trí của mình nào. Tiếc quá.